Mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình Họ chỉ đành phải làm vậy thôi Bởi vì họ không còn cách nào khác hết À chờ. À tôi nghe đây à, Anh Chu à Chúng ta cần phải đưa ba tôi tới một nơi an toàn Không thể để Cam Anh Hu phát hiện được anh hãy gọi điện cho bệnh viện đi tôi cầu xin anh đó được tôi biết rồi cô đừng lo gì hết tôi sẽ giúp đỡ cho cô cảm ơn anh nhiều lắm anh minh hu bộ có chuyện gì sao thầy xin đã đưa bản thiết kế cung chun bi cho kang man hu em biết chuyện này không bản thiết kế cung chun bi sao không phải bà đưa đâu, chắc hắn đã cướp đó. Chắc chắn hắn đã hại ba em, rồi sau đó cướp bản thiết kế của ông ấy. Giáo sư bác nói là cần phải có hai bản thiết kế hợp lại thì mới có một bản thiết kế cung chung bi hoàn chỉnh. Thầy xin có nói chuyện này với em hay không? Cần phải có hai bản thiết kế sao? Không biết nữa. Ngoài con ra thật sự ba không nghĩ tới, người nào có thể đụng vào cái sắt của bà hết. Làm sao ba có thể? Nghi ngờ con chính là người lấy nó chứ. Tuyệt đối không phải là con mà sau khi lễ đính hôn bị quỷ con đã không còn hy vọng gì với chủ tịch kang manhu nữa con cũng không còn tình cảm gì với kang trang bin luôn con tưởng ba sẽ tin những lời mà con nói hay sao ba không tin con cũng không sao hết nhưng nhất định con sẽ trở thành người phục dựng cung chun bi mà đối đầu với chủ tịch kang manhu những sự nhục nhã mà con phải chịu con sẽ trả cho hắn hết đây chính là điểm không tốt của con sao con có thể xây nhà với một suy nghĩ xấu chứ trong lòng con không hề có sự nhiệt tình với kế hoạch của cung chun bi mà chỉ đầy lòng tham và sự oán hận thôi bởi vì ba cứ hiền lành như vậy nên kang manh hu mới hay ức hiếp ba đó chú ấy là người đàn ông nham hiểm và đáng sợ ra sao ba còn không biết hả ba là học sinh cưng của chủ tịch bác ba có thể để mình bị ức hiếp như vậy hoài hay sao cung chun bi không thể được xây dựng bởi lòng tham của con người con với kang manh hu cũng giống y như nhau con làm mọi chuyện để trở thành con dâu của họ sao con chỉ học được thối xấu vậy Con biết bây giờ con nói chuyện này ra không phải lúc Nhưng thật ra Con đang có ý định sẽ chính thức hẹn hò với người Mà con đã quen được một khoảng thời gian rồi Hả? Con có người đàn ông khác Nhưng vẫn muốn đính hôn Với con trai của Càng Manh Hu hay sao? Lúc đó Chỉ là người đàn ông đó đơn phương theo đuổi con mà thôi Nhưng sau khi con bị can Trăng Biên đá không thương tiếc Thì con đã học được một bài học Hoàn cảnh gia đình anh ấy không tốt Cũng không có việc làm ổn định nhưng mà anh ấy thật lòng yêu thương con mẹ Bởi vậy cho nên Ba làm ơn đừng nghĩ là con sẽ vì can chăn pin Mà làm chuyện gì phản bội ba nữa được không ba <laughs> Anh Sehu si nè, à, chừng nào anh có thời gian, anh có thể tới nhà tôi ăn bữa cơm được không? Không lẽ cô hay sang muốn mời tôi về nhà giới thiệu với ba mẹ của mình hay sao? Cô không thấy là mối quan hệ của chúng ta đi hơi nhanh hả? Nếu nhanh không rảnh thì thôi đi. À, cô nói gì vậy? Dĩ nhiên tôi rảnh rồi. Lúc nào cũng được hết trơn á. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô nha. Quyết định vậy nha. Có thật là con đã không còn chút tình cảm gì với Cang Trang Bin hay không hả? Con không muốn cứ thích người không thích mình. Con sẽ dẫn anh ấy về nhà nên ba mẹ hãy coi thử giùm con đi. Trước giờ con không có mắt nhìn đàn ông mà. Nếu như hai người đồng ý, con sẽ chính thức hẹn họ với anh ấy. Đối với con, ý kiến của ba mẹ là quan trọng nhất mà con suy nghĩ đúng lắm con có thể từ bỏ tình cảm của mình với Kang chan pin thì mẹ thấy yên tâm rồi có phải con đã mệt lắm không à, nghĩ tay ăn trước đã dạ ờ chan pin à đây là à, đúng vậy hồ sơ về sự cố của cô như Diện. Mẹ nói con cần phải mạnh mẽ để bảo vệ người con gái mà con yêu Con đã cố tìm mọi cách để giúp cho Sa Quân Cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra nó thôi Những người có thể liên quan đều biến mất Nên không có chứng cứ nào xác thực hết Theo như mẹ thấy Trước mắt chúng ta hãy đi tìm thử Thư ký bác, người trước đây từng làm việc cho ba con Thư ký bác sao? Trước đây cậu ấy từng là cánh tay phải của ba con Nhưng không hiểu sao Sao một đêm tự nhiên cậu ấy lại biến mất ạ trước mắt. Con hãy cố đi tìm người đàn ông đó đi. Dạ. Con không thể nhìn ba làm thêm chuyện xấu nữa. Với tư cách là con trai của ba, con nghĩ mình có nghĩa vụ phải cản ba. Không lâu trước đây, tập đoàn Bô Gươm đã mua công ty của chúng tôi. Tình hình của công ty cải thiện hơn rất nhiều. Ừ. Thật sự tôi vui lắm. Trước đây chúng tôi cứ tưởng phải đóng cửa rồi. <laughs> Quýt này công nhận ngọt thật đó. <laughs> Vậy sao? Cho cô nè cô ăn tự nhiên đi hả, ừm uhm, nhưng mà chuyện này xảy ra hồi nào vậy hả, ừ, hình như là hai tháng trước thì phải, như vậy là khớp với khoảng thời gian không đô gặp tai nạn rồi, có phải lúc đó bên cô đã thay camera mới ở môn yên đông đúng không, phải, tôi nhớ là chính mình đã liên lạc với bọn họ mà, <laughs> chào buổi sáng, chào trưởng phòng min Cô kiểm tra hết đi Coi có tìm được gì không Nếu tìm ra anh không được chối cãi đâu đó <laughs> Được thôi Chỉ cần cô tìm được chứng cứ chứng minh chúng tôi đã xóa động băng Thì tôi không còn gì để nói Vậy cũng được Nhất định anh phải giữ lời hứa của mình đó Đây là gì Gì vậy ta Giải cống hiến trưởng phòng này cũng có giải cống hiến hay sao vậy thì không lẽ những người này đều là Trời mai biết được chuyện ba vợ của mình chủ tịch xin chia sang vẫn còn sống nếu cô ấy nói cho vợ mình biết mọi chuyện sẽ chấm dứt mình phải nhanh chóng đưa ông ấy tới một nơi mà không có người nào biết hết thì mới an toàn ờ à, mình à hôm nay em hãy tới công ty chung với mẹ luôn đi sau đó đi mua quần áo mặc trong buổi lễ kỷ niệm à, hôm nay chắc em không đi được rồi vì ở quỹ phúc lợi cũng có hoạt động luôn ừ gì đây buổi gặp mặt sao chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thôi đủ bận rồi xem em muốn tham gia hoạt động này đây ngày. là buổi gặp mặt dành cho những người phụ nữ mắc chứng trầm cảm Em muốn mẹ với mẹ của Danh Rê Cũng đi chung luôn Còn có thể giúp công ty có hình ảnh tốt Tôi cũng đi luôn sao à, 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 Em đồng ý với những gì Đức Gia nói Hoạt động này của Quỹ Phúc Lợi Sẽ giúp công ty có hình ảnh tốt hơn Giúp cho anh có hình ảnh tốt hơn Có đúng không mẹ Ôi ừ, trời bắt đầu từ lúc nào mà cô quan tâm tới chuyện của công ty vậy hả Ôi ừ, trời cô uống lộn thuốc hay sao Được thôi Nhưng lúc không có ai hết Mình sẽ đưa ông ấy tới một chỗ khác càng tốt chứ sao Ừ. Ờ à, được rồi. Vậy thì nếu như mẹ cũng muốn đi á thì con cũng hết cách. Ừ. Hay. <laughs> ừ. À. Wow! Uh. Wow! Gió thổi thích quá đi ba ơi. Gió thổi như vậy khiến cho tâm trạng con tốt hơn nhiều. Gió thổi lạnh lắm, coi chừng cô bị cảm lạnh đó. Ừ. Cô thích tới vậy sao? Ừ. Nếu biết cô thích từ lâu tôi đã dẫn cô ra ngoài rồi. Sau này chúng ta sẽ đi hóng gió thường xuyên hơn. Dạ. Ừ. Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm nay, tôi sẽ gặp anh ở ngã đường Quang Trung, dưới chân núi. 3 giờ chiều. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay con ăn uống thoải mái quá, cho nên bây giờ bụng con đã có thêm một lớp mỡ. Vậy thì chúng tôi sẽ tập trung giải quyết phần mỡ thừa ở bụng cô. Lần trước cô nói mình quen với Hê Sang đúng không? Trời ơi, không ngờ là cô nhận ra đó. Con muốn là can chim rê. À không, thì cô xếp cho con chương trình nặng hơn của can chim rê. Mặc dù con với Hê Sang không phải là chị em ruột, nhưng thân thiết như chị em ruột vậy. <laughs> Hả? Thân thiết như chị em ruột sao? Vậy mà chỉ còn gọi em là kẻ phản bội gia đình Thật ờ? Thiệt ra bạn trai của con là kiểm sát viên Con cần phải nhanh chóng giảm cân Để trở thành người phụ nữ đẹp nhất Trong buổi gặp mặt cuối năm của các cặp đôi <laughs> Hãy tin con đi Quan hệ của con với Ô Sa còn tốt hơn nhiều Một ngày chúng con á, nhắn gần 10 tin nhắn cho nhau Bởi vậy cho nên cô hãy quan tâm tới con nhiều hơn nha Với lại chuyện nào cô ấy lấy trang pin Con sẽ là người luôn đứng về phía của cô ấy ha, Em nói gì vậy hả Nè ngay từ đầu Ô Sa đã thích chị Xem chị như người chị chồng tốt bụng rồi ha. Cô ấy chỉ lợi dụng em làm gián điệp thôi biết không thôi được rồi. Giờ sau này hai cô gì? đừng có cãi nhau ở đây hả? nữa. Với lại bây giờ em trai của hai cô với He Sang nhà chúng tôi không có quan hệ gì hết. Mong là mai mốt hai cô đừng có nói như vậy nữa. Hả? Vậy là trang pin của tụi con với He Sang đã chia tay rồi sao? À, gì chứ? Ít ra phải quen tới khi chị giảm cân xong chứ. Ủa trời ơi! ơi! cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? À, hình như ở khu thiêu quỷ có thứ gì đó đã phát nổ rồi. Không phải là bệnh nhân đốt đúng không? Trước mắt cô đi kiểm tra các phòng bệnh đã. Nhanh lên! Ờ, nhưng hồi nãy tôi thấy bên đó có người đó Phải làm sao đây Sợ quá đó, đó có phải là săn hay không vậy Có khi nào đây là một vụ tự tử hay không Trời ơi sợ quá trời à. à. Nhanh lên gọi cứu quả đi Sau đó đem tất cả đồ dập lửa tới đây Với lại y tá im mà Mau kéo ống nước ở trong giường ra đây luôn Cái gì ghê Mau vậy Mau kéo ra đi hả Nổ thì ớn luôn à Khu thiêu quỷ đang bị bốc cháy, vậy mà cô tính đi đâu vậy? Con gái của tôi lúc đầu thì chỉ sốt cao thôi, nhưng bây giờ mất đi ý thức luôn rồi. Tôi phải đưa nó tới bệnh viện khám mới được. Cô nhớ quay lại sớm đó. Ờ. À. Hả? Kim Su của phòng 302 đã chết rồi sao? Ơi, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ tự mình đi đang chết mà vẫn chưa tìm ra bản thiết kế mà còn gấp gáp như vậy mình đã phải bận chuẩn bị cho hoạt động rồi vậy mà còn xảy ra chuyện này xem ra không cần chuyển ông ấy tới chỗ khác nữa rồi ê -sh. thưa ký chú, chuẩn bị xe đi ê -sh. cảm ơn những người phụ nữ đẹp hơn qua đã đến với hoạt động của chúng tôi chúng tôi nữa à, chúng tôi cũng dạ đây, cũng dạ có đây. dạ đây mẹ ơi của mẹ ừ. nè dạ đây cái bao màu hồng nhìn dễ thương ừ, quá đi ạ à, khoan quá. đã con dâu đưa kì. chúng ta tới một chỗ ai, ai tốt rồi, vậy cảm ơn cô. sao cô lại nói đầu óc nó có vấn đề hả nè có phải cô muốn làm vợ chính thức nên cố ý nói xấu con dâu của chúng tôi hay không vậy à chào mừng chị con không biết nữa xin mời chị vào chắc đông. chắn bây giờ nhìn vào mẹ sẽ nghĩ không phải đứt về bị điên mà là con bị điên có đúng không Ê, à, mà tới chỗ tốt như vậy sao chúng ta không thử biểu diễn một bài hát đi <laughs> Xin chào mọi người Tôi là ca sĩ tới từ San Búc Đông Tên là So Cúc Cha Xin chào mọi người <cười> <cười> Trật cuộc của mày mày mà muốn hát nữa. cái chừng nào đây mau đừng biết rồi cho tôi đi bà đã hát liên tục mấy bài rồi tôi cũng muốn hát nữa ê thôi đi à, khoan đã khoan tôi đã muốn hát à, à, tôi muốn hát tôi cũng muốn gái mẹ 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 của đành rê còn ngồi đây làm gì còn không mau giúp mẹ mình đi tôi 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 sao mau lên dĩ nhiên phải vậy rồi trước đây tôi từng là một vũ công nổi tiếng đó chúng ta nhảy chung với nhau đi đây mẹ đây mẹ chúng ta cùng nhảy thôi Nhảy thôi. thôi, nhảy thôi là Họ làm gì vậy? Dừng xe lại Chuyện gì đây? Đừng đi theo tôi. Người ngồi trên xe lăn lại. Bà ơi bà, bà có sao không? Cảm ơn hai người nhiều. Ân nghĩa của hai người, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Nè cô kia! Chính là cậu quản lý, hai người mau chạy đi. Thật lòng cảm ơn gì nhiều, vì nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà ơi bà, Cẩn thận chút nha ba Từ từ thôi Ba cẩn thận Nè cô kia Có phải là cô căng tin không? Cẩn thận đó ba Cẩn thận Ba ơi ba Ba ơi ba tôi không bị sao hết con con gái của tôi bà ơi ba con không sao hết ba bà ba có sao không ba con gái à chắc, ba chắc là ông bà. đã đau nhiều lắm nhìn ông đã già như vậy mà anh chua à bây giờ phải làm phiền anh rồi cô không cần phải lo gì hết tôi đã chuẩn bị xe hết rồi dạ à, chủ tịch cố gắng đứng lên đi đi ba cẩn thận Ý. cảm ơn anh cảm ơn anh ba ơi ba bây giờ ba không cần phải lo nữa à. con sẽ cố nhanh chóng đến gặp ba à, con gái nha ừ. Ừ. À. cảm ơn anh nhiều lắm đây là thứ duy nhất mà ông ấy đã để lại. Ừ. Bởi vì ông ấy đã tự thiêu, nên chúng tôi không thể nào nhìn rõ mặt của ông ấy được nữa. Ê, đúng là khiến người khác đau lòng mà. Ông ấy phải tận mắt nhìn thấy người con rể duy nhất của ông ấy phục dựng cung chun bi, rồi mới ra đi mới phải chứ. Bên phía chúng tôi sẽ cố gắng làm ra một đám tang đàng hoàng cho mấy. Cậu đừng quên ông ấy đã chết hơn 20 năm rồi. Nhớ phải giữ bí mật cẩn thận đừng để tin đồn lan truyền Dù sao mấy cũng là bệnh nhân ung thư Không thể sống thêm được bao lâu nữa Nên tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu ừ. Tôi đã chuyển cho cậu số tiền đủ Để cậu và mọi người đi ăn chung một bữa rồi Còn đây là tặng kèm Thời gian qua cậu đã cực khổ nhiều rồi Xuống xe đi ê đói quá tự nhiên tôi thèm ăn thịt quá gần đây có quán thịt nướng nào ngon không mau đi thôi Nếu như dì ấy có được giải thưởng Của tập đoàn Bô Gum thì Chắc chắn ở đằng sau Có lý do gì đó rồi Mình phải gặp dì ấy mới được Dì ơi Hả? Dì ơi Nói chuyện với con một chút đi dì <laughs> Số cuộc bữa tối nay Anh đã ăn gì Mà quần áo lại có mùi như vậy Ờ à, Trên đường tới công trình ở dưới quê Anh đã ghé một quán thịt nướng ồ mà bộ mùi nồng lắm sao mà phải công nhận á quán thịt nướng đó ăn ngon thiệt lần sau em có muốn anh mua về một phần cho em không sau khi biết tin ba vợ mình qua đời mà anh còn có thể ăn thịt nướng sao anh đúng không phải là con người mà à đúng rồi chắc là em cũng biết được chuyện này quỹ ban phục dựng cung chun bi sẽ chọn ra công ty để xây dựng cung chun bi đây là bản thiết kế cung chun bi mà trước đây bà của em đã giao cho anh em xem thử đi bản thiết kế mà bà của em đã đưa cho anh sao nhưng mà cần phải có hai bản gộp lại mới ra một bản hoàn chỉnh không biết là ba của em có nói gì không vậy? Trước đây ông ấy có để lại cho em thứ gì không? À, nói thật là em sau khi nghe anh nói mới biết là có hai bản thiết kế. Ê, lúc anh cần em, em lại không thể giúp được gì cho anh hết trơn. Em tưởng vậy tập đoàn Bô gum sẽ không thể xây dựng cung chuẩn bị được sao? Ừ, nhất định mai mốt anh sẽ tìm được bản thiết kế còn lại. Đợi mà xem ô <laughs> oh, tới rồi sao hơ hơ chúc Điều mừng ông chúc mừng hơ <laughs> đây là lời khai của nhân chứng có liên quan tới sự cố sập cô nhi viện nếu như con có được nó nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều ư trời sao năm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm trong hội trường công ty vậy chứ thuê nguyên một cái nhà hàng còn chưa chắc đủ nữa kìa, kìa. Làm sao có phải chúng ta gặp vấn đề về tiền vốn hay không vậy? Ai mà biết được tương lai chứ? Cho dù là tỷ phú cũng có thể mất hết trong một đêm mà. Nè, Ở... thiệt là. Đây cũng không phải là tiền của người khác. Cẩn thận cái miệng chút đi. Nhớ chưa? À mà nè Đức Gia à. Dạ. Từ sáng tới giờ tôi thấy cô đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại vẻ mặt đầy lo lắng. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Là sao? Có chuyện gì? Ờ, đâu có đâu. Tại con thấy trong người không được khỏe thôi mẹ. Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu. Anh là người phụ trách điều tra sự cố của cô như diện. Cho dù không có trách nhiệm pháp luật, cũng phải có trách nhiệm về mặt đạo đức chứ. Chúng ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn người có tội tiếp tục xây dựng những căn nhà, những tòa nhà khác được. Làm ơn giúp chúng tôi một lần đi mà, nha. Alo, alo. Cô không biết xã hội bây giờ hèn sao? Ai lại dám đối đầu với những người có quyền lực vậy chứ? Những người nghe cô nói chắc chắn trong bụng đang cười nhạo cô. Không phải là tôi đã nói rồi sao? Tôi không hề sợ những người có quyền lực. Ừ, trời ơi, ai? ai sẽ tin những lời mà cô nói hả? Được rồi Hồng Đô à, chỉ cần có một người ra mặt thôi, cũng đã giúp đỡ được cho chúng ta rất nhiều rồi đó. Chúng ta phải tìm cho ra sự thật. Ừ. ừ. À, Suki hả? Tôi là tổ trưởng cơm đây. Bây giờ cô đang ở đâu vậy hả? Hồng Đô à, chuẩn bị xong chưa? Mẹ tin con đi. Bây giờ con không sợ nữa, con sẽ đối đầu với ông ấy. Sao giờ em mới tới Anh còn tưởng là em sẽ không tới nữa chứ Em đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi Sao không tới được Cho dù chỉ có một mình đi nữa Cho dù không ai chịu giúp em hết Em cũng không bỏ cuộc đâu à. Anh xin lỗi chỉ chỉ có thể giúp được em vô đây thôi càng chân biên Thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm Với lại em Cũng rất cảm ơn anh Mình đi thôi không đâu Xích ra chỗ khác đi Tự tự nhiên ngủ ở đây làm sao chứ Đi chỗ khác ngồi, nhanh lên Êt. Xin mọi người ổn định Buổi lễ kỷ niệm 32 năm lập tập đoàn Bogum sẽ được bắt đầu ngay bây giờ Trước mắt tôi xin cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian để tới đây Mời mọi người xem một đoạn phim mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn Sau đó chúng ta sẽ bước vào phần chính của buổi lễ Một chủ tịch biết suy nghĩ Càng man hù Chủ tịch không có lòng tham Kang man hù Một chủ tịch được xem như là người lãnh đạo đúng nghĩa Càng man hù Xây dựng bô gồm của chúng tôi Chắc chắn sẽ nắm giữ lịch sử Của đại hàng dân quốc Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng. Nếu mẹ vẫn còn thấy lo lắng, chỉ cần nuốt nước miếng là được. Nếu vậy thì mẹ sẽ thấy đỡ hơn. Không đùa, tôi sẽ cố gắng. Một phút nữa là em vào được rồi. Căng trang pin. Em sẽ làm tốt. Sao cô ấy lại tới đây? Chủ tịch Trang Manh Hu. Nhân cơ hội này tôi muốn hỏi chú một câu hỏi. Mong chú thành thật trả lời cho mọi người ở đây được biết. Bảo vệ đâu? Họ đi đâu hết rồi? Giờ lúc 7 giờ ngày 8 tháng 10. Tại sao ông lại tới công trường của công ty xây dựng Cung Chun Bi hả? Có phải? Bởi vì những thứ này hay không? Vụ sập cô như diện cung bích. Tất cả đều do Căng Manh Hu mà ra hắn nói quốc tế thiên gì để nhất phu nhân sẽ tới tham dự vì vậy vào ngày mưa cũng cho tiến hành thi công nhưng mà hắn đã đổ hết mọi tội cho tôi còn nói cả đời tôi không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc và hắn cũng đã đe dọa tôi chú sợ mọi người sẽ biết được sự thật này nên đã tới công trường tìm mấy ghi âm có đúng như vậy không uhm, cô nói bậy cái gì vậy đã không được mời rồi mà còn chạy tới đây làm chúng tôi mất hứng nữa chứ thưa kia chú Chính chú ấy là người đã đẩy tôi đó. Lúc chú ấy đang cãi nhau với cơm hay sang, bởi vì tôi chạy tới lấy máy ghi âm. Cho nên chú ấy đã đẩy tôi, khiến tôi bị rơi xuống dưới. Ác quỷ! Càng manh hôn là đồ ác quỷ! À, gì đây? Sao vậy? Ai có thể tin lời đứa ngốc này chứ? <laughs> Thưa ký chú! Nhanh lên gọi cảnh sát đi! Dạ chủ tịch! Gì đây? Không lẽ manh hôn? Là người đã khiến cho con gái Đức Gia biến thành đồ ngốc hay sao Ôi trời ơi Hèn chi Đức Gia lại hận gia đình của mình như vậy Và những lúc như vậy Chạy là cách tốt nhất Nè không vô chút nào hết Chúng ta mau đi thôi Nhanh lên Mọi người đều biết rõ Cam Manh Hu là người ra sao Nhưng sao mọi người có thể để yên như vậy Sao mọi người đều không nói gì hết Thời gian qua có biết bao nhiêu sự thật được chôn vùi trong những lời nói dối Mọi người cũng biết là như vậy là không đúng rồi mà vậy thì chúng ta hãy nghe lời khai của một người ở bên cạnh chủ tịch Kang Manh Hù lâu nhất người từng là cánh tay phải của chú ấy không ai khác chính là Thư Ký Bác tránh bác... <laughs> xa mẹ của tôi đã Kang Manh sao ông lại làm như vậy với tôi ông 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 xem tôi như một con chó khiến tôi biến thành ủ dạng như vậy nè cái tên nói chuyện còn không rõ đang dở trò gì vậy thưa ký bắt nếu không có chuyện gì làm á thì cậu đi ngủ đi. <laughs> Tên nhóc này thiệt là. <laughs> nè, thư ký Nhanh chóng đưa Trung Sao Quân và con ngốc này ra ngoài đi. Dạ, chủ tịch. Bỏ tôi ra đi. Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói mà. Tôi phải trút giận dùm những người bạn của tôi ở cô nhiêu viện gâm biết. Mà bỏ tôi ra đi. Bỏ tôi ra. Gì vậy? À? xuống kia mẹ của tôi nói là đã thấy mọi chuyện mẹ mẹ mau nói đi mà gì à hey, đúng là đám rồi nhận bay qua bay lại kìa mau lôi hai người họ ra ngoài đi <laughs> tôi đã nhìn thấy hết mọi chuyện chủ tịch Kang manh hu đang đứng ở đây đã để cô ly hồng đô chính mắt tôi đã nhìn thấy. Thư ký Chu, nhanh chóng gọi cảnh sát đi. Cậu đang làm gì vậy? Người phải được đưa tới sở cảnh sát chính là chủ tịch Kang Manh Hu. Và còn tất cả những người giả bộ không biết tội ác của chủ tịch Kang nữa. Chắc chắn mọi người cũng biết là giết tội phạm cũng là một tội đúng không? ngài xảy ra tai nạn ở Momindo chỉ cần tôi giúp chủ tịch Kang xóa đi chứng cứ phạm tội công ty nhỏ bé của chúng tôi sẽ được mua gươm mua lại và thoát khỏi bờ vực phá sản chính tôi là người đã bắt cóc người phụ nữ này rồi sau đó đưa bà ấy tới viện dưỡng lão mặc dù rất xấu hổ nhưng đây là sự thật tôi đã phạm phải tội chết Dạ lại Trước đây tôi cũng từng nhận lệnh cô ấy Đi bắt cô Sawon đây Tôi thừa nhận Chính tại tôi đã làm chuyện này Tôi sẽ Làm mọi chuyện để đền tội sao lại có chuyện này đã nói là xóa rồi mà sao nó vẫn còn ở đây chứ mẹ ơi mẹ không ơi không à không sao không sao đâu không sao đâu mà à. À! Mọi người dừng lại đi. Những thứ này đều, đều, đều không phải là sự thật. Không phải là tôi làm đâu. <laughs> không phải là tôi làm mà. Không phải. không phải tôi. Không phải. Ơi, phải. Không bị gì cả. <laughs> Đúng là như vậy sao? Quá đáng sợ rồi. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Đúng là không thể tin được mà. Họ đều đang nói dối, hả? không phải là tôi làm không phải tôi mà <laughs> sao con à cảm ơn con đã giúp ông ngoại con trút giận bây giờ con đã có tư cách kế thừa xây dựng môn hưng rồi